Không, nó đứng lên, nó rung rồi. Hồi nãy nó rung sẵn rồi nha Nhi. Rung liền, ngay luôn rồi, rung liền. Ôi, không vô rồi đâu. Oh, no, no, ô ăn cua chứ không phải ăn chim. Đi xe mà đi chậm vậy? Không phải gì mà. Ăn gì? Hả? Ăn cơm á là ăn cái gì? Không ăn gì. Không ăn gì trời. Hey, Long Lưới xin chào tất cả các bạn nha. Như các bạn đều thấy đó, về đến nhà là được các anh chị, các cô chú chào đón rất là tận tình bằng những cái món ăn rất là ngon và những chai nước mắt con cọp rất là dữ dội. Thì giờ Long Lúa dẫn các bạn đi thăm chợ quê nha. Cái chợ này ngày xưa rất là nhỏ, nhưng mà ngày hôm nay thì tính ra cũng 20 mấy 30 năm nay rồi. Thì quay trở lại đây bây giờ người ta đông hơn rất là nhiều. Có những người buôn bán ở đây 30 mấy năm rồi các bạn, mà vẫn còn buôn bán ở đây luôn. Rất là khác lạ so với ngày xưa, nhưng mà cũng rất là gần gũi, mọi người cũng rất là gần gũi, rất là dễ thương. Yeah, bây giờ mời các bạn đi chợ với Long Lúa ha. Dạ thôi khỏi, gọt xong rồi ăn luôn à. Lục bình cho tản mạng. Thì hiện tại là Long đang đi chợ Cái Ngang các bạn. Chợ Cái Ngang thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Tâm Bình của tỉnh Vĩnh Long. Thì đây là cái chợ quê mà ngày xưa Long Lúa đi học ở đây, xong sinh sống ở gần đây và đi học ở đây. Đây là những cái chú gà mới nở. Bọn trẻ thì chắc là rất là mê với những con này. Đến đây thì gặp cô chủ cửa hàng rất là dễ thương các bạn. Tụi mình đi ngang thấy cây trứng cá chín nhiều quá nè, cho nên muốn bẻ cây trứng cá. Cô thấy vậy là cô đem cái ghế cao ra cho mượn liền, không cần phải hỏi luôn. Người dân ở đây rất là dễ thương. Hát liền, hát bài nhành cây trứng cá liền. Có một nhành cây
cây trứng cá giống anh bây giờ chia trái cho ai. Nè trái nè. Giống bạc quỳ em lệ quên. Để bánh tráng cho anh ăn với em làm rồi bánh tráng nó bay đi là anh nhịn đói á. Dạ dạ dạ. What's wrong with you? What? I think everything wrong with you. Ăn cái đó mực tương vậy, ăn nước mắm chứ. Ăn nước mắm, không thiếu ăn nước mắm. Không thiếu không ăn nước mắm, ăn gì trời. Trời này. Không, nó đứng đây nó rung rồi. Hồi nãy nó rung sẵn rồi nha. Rung lè nghe luôn rồi. Thôi không vô rồi đâu. Oh no, they trapped it in a brick. No, they trapped it in a plastic bag and then put a brick on it so it wouldn't escape. I don't know. When? I think a ting. When? Like the first time we were here. And then you just left it there to dry. Trắng nó đẹp phải không? Ừ. Nó mà trắng vậy chứ sao.